Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì nhớ đừng quên ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất những cái sản phẩm mới về bên em nhé. Hôm nay bên em lại vừa cập đến được hai siêu phẩm mixer của hãng Soundcraft, mã dòng này là dòng Spirit Folio. Dòng này rất là hay và hiếm hàng các bác nhé. Đấy, dòng này nó là dòng Ultra Mix cộng. Đấy, Ultra Mix, những cái con mà chữ màu trắng ấy, thì nó sẽ không có Ultra Mix. Ultra Mix thì tiếng gimmick khô nó hay hơn khá là nhiều các bác nhé. Và những cái con này ở bên kia thì nó cũng ít hàng. Đấy, thì khoảng nó đi gặp một hai con thôi. Đây như đây là em vừa kết hợp với lại nhạc này, và em chuyển tín hiệu nhạc ra cổng xúc, ra một cái cổng của con côn cơ để em cắt xúc này. Đấy, tiếng cái lỗ insert của một cái line nhạc thì em chuyển ra để em cắt xúc các bác nhé. Tại vì con mixer này thì nó là mixer cơm nên nó không có effect này, không effect và nó cũng không có cắt xúc cái gì cả. Đấy, cắt xúc thì mình phải cắt qua cốt. Đấy, kết nối một cách rất là đơn giản nhưng mà cắt xúc rất là hiệu quả các bạn. Cái đường nhạc này là em lấy insert ra để em cắt xúc này. Còn cái đường nhạc bên cạnh này thì em lấy tín hiệu để em chơi nhạc lời ấy. Hi 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 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7. Mixer này em bán cho các bác chơi với giá là 6 triệu đồng một con, bao ship, bao đẹp, bao zin, và cái nguồn của nó cũng là nguồn zin các bác nhé. Nguồn nó chạy lên nguồn rời kia, nguồn cũng là nguồn zin của Spirit luôn. Đấy các bác nhìn này, con này nó còn đẹp, xuất sắc, đẹp như là mới các bác nhé. Còn cái con bên cạnh này nó cũng đẹp từ trên xuống đến gần dưới thôi. Còn dưới cùng này chắc là tay người dùng người ta kia tì và nhiều nên là nó chưa chắc sơn đâu. Con này giá nó sẽ là 5.800.000 các bác nhé. Nó chênh nhau 200.000. Một kia là con đẹp long lanh, một con bị xước một chút xíu ở dưới này, không ảnh hưởng gì. Đấy, còn máy móc thì đẹp zin hết. Tiếng mic khô em đang cắm vào nó em hát đây các bác. Em đang cắm vào nó em nói đây. Tí thì em hát luôn bằng cái tiếng mic khô cho các bác nghe cái tiếng mic của nó chân thật như nào nhé. Đấy, còn buổi giờ vài một lúc nữa thì em sẽ test những con test rời để em test vào đây em bán cho các bác. Còn cái video này thì em sẽ chỉ test là mixer không thôi. Đấy các bác nghe cái tiếng mic của nó này rất là sạch sẽ, rất là thật cái tiếng với cái tiếng mic của mình nhé. Đấy, không phải tự nhiên mà cái sound của rap này nó lại nổi tiếng với cái tiếng mic khô các bác nhé. Đây các bác nhìn này, 8 line, sách rất là nhỏ gọn này. Đấy, cầm như kiểu sách tay đi. Nhưng mà nó phục vụ show chậu thì ngon lành cả những cái show to to luôn đấy. Đấy, Made in England các bác nhé. Made in England. Đấy, hàng của Anh Quốc này. Rồi, con này em tạm thời bỏ xuống dưới. Đấy, con này em tạm thời bỏ xuống dưới, con này là 5.800.000 các bác nhé. Đấy, bây giờ em cắt qua một con cốt này. Đấy, để em quay lại nhạc các bác xem tí. Đây, nhạc vào em cắm hai line này. Cái line này em sẽ để nhạc lời. Còn line này em cắm vào em insert nó ra. Insert nó ra cái đường cắt súp của cái con cốt cơ này để em cắt. Đấy, bây giờ em sẽ mở gain súp lên nhá. Mở gain súp ra này. Đấy. Đây em đang cắm vào cái đường lao con này đây. Lao lever, lao output này. Đấy, thế là mình line sang con mixer này, à mình con cốt cơ này. Hoàn toàn là mình đã có thể cắt súp ở đây các bác nhé, rất đơn giản thôi. Cốt cơ này thì những cái con mà vừa nó chỉ tầm 1 triệu 500 nghìn thôi. Con này thì 1.500.000 em quay ở cái video lúc đấy rồi. Đấy, rất là hiệu quả mà dễ. Số thì các bác gọi là toát mồ hôi ra, các bác không cắt được cái tiếng súp hay như này đâu nhá. Đấy, giờ cái game bên cạnh này đẩy lời lên. Và bây giờ em hát bằng cái con mixer này, không kết nối với effect rời các bác nhé. Em hát tiếng cộc luôn cho các bác nghe thử cái chất mic của nó nhé. Đấy, những cái con mà các bác mua kể cả có đắt tiền hơn nhiều nhưng mà chưa chắc thì cái tiếng mic khô đã ăn được những con này đâu. Mà con này 8 like này thì các bác đi xô chậu ngon lành luôn rồi các bác nhé. Một hai. Bây giờ em hát cái tiếng cộc lốc luôn, không effect luôn các bác nhé. Cho bác nghe thử cái tiếng mic khô của nó. Được, 1, 2. Tí
về chốn yên bình, một đời phiêu du mong tìm công danh đất khách. Hỏi người con gái ấy giờ đang sống sao rồi, hồn ta tan vỡ từ khi em bước cùng người. Vì ai ta phải ôm sầu quá lâu rồi, tương tư mãi một người, hỏi mây núi làm sao ta có thể quên người. Lòng ta như gió bên đời hắm hiu rồi, nào với cái mây trời tương tư một đời. Ê, 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 một, hai. Đấy, các bạn nghe tiếng mic khô của nó chưa? Quá tuyệt vời luôn. À, con này em chỉ có hai con nữa nhé. Những cái dòng này về con nào hết con đấy này. Con 8 like này thì nó sẽ đắt hơn cái con 6 like một chút các bạn nhé. Đấy, con 6 like thì nó chỉ tầm 5 triệu, 5 triệu rưỡi. Con 8 like này thì mà giá là 6 triệu. Nhiều khi ta muốn tìm về chốn yên bình, một đời phiêu du mong tìm công danh đất khách. Hỏi người con gái ấy giờ đang sống sao rồi, hồn ta tan vỡ từ khi em bước cùng. Vì ai ta phải ôm sầu quá lâu rồi, tương tư mãi một người, hỏi mây núi làm sao ta có thể quên người. Đấy, các bác thấy ok không? Bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em theo một trong hai số điện thoại 0967851866 hoặc 0868893777. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.